Rồi, xin chào các anh em yêu quý của đồng hồ Dương Văn Nhất. Rồi, hôm nay đồng hồ Dương Văn chúng tôi review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ mới nhất của năm 2022 với thương hiệu là Sông Thai, đang có mặt tại những đồng hồ Dương Văn chúng tôi. Rồi, mã của em đó là 1269SA. Vâng, trên màn hình anh em nhìn đây thì đây là mẫu đồng hồ 1269SA gồm có 4 màu khác nhau. Một là màu vàng vàng này, hai là màu vàng đờ mi này, ba là màu bạc mặt đen này, và bốn là màu bạc mặt trắng kim màu xanh. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng em một anh em nhé. Như anh em nhìn thấy đây, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là tinh xảo, tôi đánh giá cũng rất là cao ở mẫu đồng hồ này. Thứ nhất là về phần dây này cũng được thiết kế đờ mi này rất là sang. Thứ hai là về mặt số được thiết kế nó rất là tinh xảo, nó giống như một cái mẫu đồng hồ Ogen khá đắt tiền của thương hiệu Ogen. Tại Dương Văn chúng tôi thì cũng có một cái mẫu đồng hồ Ogen nó cũng tương tự như cái mẫu đồng hồ này. Vâng, đây là mẫu đồng hồ Sông Thai được thiết kế là cọc số là 6 vòng 12 giờ, là số là mã, và các số còn lại thì là đều là vạch số. Đấy, ngoài ra để được điểm những số ký tự làm cho chiếc đồng hồ này có tính chất hơi thể thao một chút, khỏe mạnh. Đấy, dành cho anh em nào đeo văn phòng, công nhân, học sinh, sinh viên. Nói chung là tất cả anh em ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Anh em nào cứ khoảng tầm 40-50 tuổi đổ xuống. Đấy, khoảng tầm cứ 17-18 tuổi đổ lên thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này quá là ok luôn. Rất là sang chảnh và rất là đẹp luôn. Thì về chức năng của mẫu đồng hồ này là gồm có lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống đây. Mặt kính là sapphire anh em nhé. Đây, mặt kính sapphire này. Đấy. Và size mặt của em này là size mặt 40, độ dày khoảng 7mm thôi anh em nhé, quá mỏng luôn. Đây, tôi tháo quả bông cho anh em xem này. Đây, chỉ khoảng 6-7mm thôi, rất là mỏng này. Núm được khắc logo Sunrise đây anh em này, đó, núm được khắc logo luôn. Về mặt sau của em nó thì anh em nhìn đây, đây là có mã này, 1269SA này, và có logo Sunrise này, và có các thông số kỹ thuật của em đó đây. Độ chứa nước của em này là 3 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay, có thể là tắm nhẹ được, không nên đi bơi anh em nhé. Khóa của em này là khóa bướm, khóa gập 3. Đây, trên khóa thì có logo của Sunrise đây. Đấy, rất là sắc nét và rất là tinh xảo, dày dặn chắc chắn, cực kỳ chất luôn. Về chất liệu vỏ và dây của em này đều là thép 316L. Đấy, thép 316L thì anh em cũng biết rồi, nó được sử dụng trong ngành công nghiệp đồng hồ là cũng rất lâu rồi. Dòng máy này là dòng máy quắc. Đấy, dòng máy quắc, đấy, chạy pin. Thì bình thường là pin cũng phải dùng được đến 2-3 năm trở lên. Tùy cái đồng hồ là có chức năng nhiều hay ít thì cái độ hết pin của em nó nhanh hay chậm cũng do là cái chức năng của đồng hồ nữa. Đấy, nhiều khi là nó là như vậy. Rồi, thì mẫu đồng hồ này thì hiện tại đây có những 4 màu. Có những 4 màu liền đây, anh em nhìn này. Đấy, ví dụ đây là anh em nào thích màu vàng này. Vàng hoàn toàn đây, vàng kim rất là long lanh này. Đấy. Đồng hồ này thì hiện tại chúng tôi là đây nguyên siêu này, nguyên dây bóng đây, chưa bóc. Anh em nhìn thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn cả trong video. Đây, rất là đẹp. Vâng, ngoài màu vàng ra này, màu đờ mi thì màu đen đây anh em này. Ví dụ anh em nào muốn trẻ trung, muốn kiểu dạng đeo nó lịch lãm đấy, thì đeo màu này, đeo màu mặt đen này nó cũng rất là sang. Đấy, rất là sang luôn. Đấy, tất cả được thiết kế đều giống nhau, chỉ khác mỗi về màu sắc thôi anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đến màu cuối cùng đây, anh em nhìn đây. Đây là một mẫu là được thiết kế tôi đánh giá rất là trẻ. Đấy, rất là trẻ, cái chỗ là kim đây, giờ phút giây này, kim mũi giáo. Kim là được nung xanh đây anh em nhé. Được nung màu xanh, rất là đẹp. Đây, phần dây này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tôi đánh giá rất là cao ở mẫu đồng hồ này. Mẫu đồng hồ này thì vừa mới ra lò thôi, trong tháng 9 năm 2022 này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em xem nhé. Đây anh em này, rất là đẹp luôn. Đấy, cổ tay của tôi là 18. Đấy, cho nên là đeo mẫu đồng hồ này thì nó hơi nhỏ một chút. Anh em là có cổ tay khoảng tầm cứ 18 trở xuống, 18 trở xuống thì anh em đeo nó sẽ rất là đẹp. Đấy, cứ khoảng tầm 16, 17, 18 thì đeo là rất là ok. Đấy, đẹp nhất là cổ tay khoảng 17. Đấy, 16 là đeo rất là đẹp. Vâng, thì mẫu đồng hồ này hiện tại đang có giá bán là 2.790.000. Anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 20%. Đây, sale 20% thì giá nó cũng còn như này anh em này. 2.790.000 này nhân với 80%. Còn 2.232.000 thôi anh em nhé. Quá là rẻ luôn.
nhà dành cho anh em nào mua online, đăng ký kênh, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sale cho anh em 20%. Thì mẫu đồng hồ này số lượng không nhiều, cho nên là anh em nếu ưng là nên đặt hàng mua ngay, chứ nếu không là cũng lại dễ hết hàng lắm anh em ạ. Rồi, về chế độ bảo hành của em này thì được bảo hành 2 năm anh em nhé. Thì đây là cái thẻ bảo hành chính hãng của Sanjay đây, anh em nhìn này. Đấy, bảo hành chính hãng luôn. Và mặt sau của em nó là được để điền các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở đây. Đấy, anh em mua online hoặc là mua trực tiếp tại cửa hàng thì chúng tôi đều là bảo hành 2 năm cho anh em. Về máy móc có vấn đề thì chúng tôi bảo hành miễn phí hết, hoặc là lỗi nhà sản xuất anh em nhé. Vâng, đi kèm với sản phẩm như anh em nhìn thấy, bao giờ có một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sanjay đây. Hộp được tạo hoa văn rất là đẹp này. Đấy, logo sắc nét của Sanjay đây. Đấy. Đây, trong hộp cũng có logo của thương hiệu Sanjay. Rất là đẹp luôn. À rồi, mẫu đồng hồ này hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ Giới Watch của chúng tôi anh em nhé. Gồm là có số hotline này, và có địa chỉ website rõ ràng đây, www.giowatch.com.vn này, www.giowatch.vn này. Và có địa chỉ bán hàng là tại tầng G trung tâm thương mại Hương Garden này, đường Mỹ Đình 19, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng hầm Mixi Savico Long Biên, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Đây, cho nên là anh em khi mua sản phẩm của tại giờ gót của chúng tôi thì anh em không phải lo gì cả. Chúng tôi là bán hàng nhiều năm rồi, là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng, cho nên là anh em mua thì không phải lo lắng gì về hàng nhái hàng giả ở đây. Anh em chứng minh được đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi sẽ đền gấp 10 lần cho anh em luôn. Cho nên là anh em yên tâm anh em nhé. Rồi, trên 4 mẫu đồng hồ này thì anh em xem là bù kết được mẫu đồng hồ nào thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để sở hữu với em đó anh em nhé. Rồi, anh em xem video nhớ đăng ký kênh này, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giới Watch chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm thời gian tới. Và bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.